Sô-cô-la là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Thế nhưng có lẽ là ngay cả những người mê sô-cô-la nhất cũng khó lòng tưởng tượng rằng lại có một loại sô-cô-la có nguyên liệu là ớt mà thậm chí còn là một trong những loại ớt cay nhất thế giới. Tại triển lãm sô-cô-la năm nay tại thủ đô Paris của Pháp, một nhà sản xuất sô-cô-la đã mang đến một biến tấu hấp dẫn cho món kẹo của mình, kết hợp với Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới. Nhà sản xuất chỉ cho một lượng ớt vừa đủ để khiến cho người ăn cảm thấy lạ miệng. Ban đầu thì sô-cô-la sẽ có vị ngọt ngào nhẹ nhàng, sau đó là vị cay. Vị cay này thì sẽ giảm bớt sau vài phút. Theo dữ liệu của hội chợ sô-cô-la Paris, các hộ gia đình Pháp trung bình ăn hơn 13 kg sô-cô-la mỗi năm.